ta mong các thầy hãy ghi nhớ một điều: con người xưa nay không dễ đón nhận những thứ mới lạ. Các thầy đang phá hủy tín ngưỡng trước đây của họ. Tất nhiên là họ không thích. Đầu tiên, họ sẽ chọc phá các thầy, rồi đến hành hung các thầy, và sau đó trốn tránh các thầy, không quan tâm tới các thầy nữa. Nhưng dần dần, họ sẽ đón nhận các thầy. Các thầy phải trải qua sự chuyển hóa, phải giữ sự khiêm cung nhẫn nhục. Love.